quay dùng. Thái tử cúc quân hành giảng dội đội ngũ đã ra đi. Độ giám phiền động cung giờ tổng biệt. Đây trong cung xa dân hùng anh đi rượu đào, đây non sông đang chờ ngày mong ước mơ toàn dân xin ghi nhớ cho công thiên ngài lên đường. Cũng thầm bao với khách thuyền quyên là duyên số đôi ta đã đem ra thấp đô giới xa trường. Chiến sĩ nhất khư thề bất phục quan giữa chốn xa trường là đàn chính nàng ai bảo chồng lấy thân đưa người ta vô biên đình tai ngà dục kim bọc bền tóc mây có thương nhau xin vàng giữ ngọc vì gồm đau là trong vô tình. Muốn tâu tánh thường, bệ hạ
nữa mà quản, đừng dùng lời lý giải. Thái tử sao không nghĩ chút tình lại nắng lời buộc tôi? Xin phụ vương hạ lệnh, em Tiêu Anh Phụng đã pháp trường xử trảm. Thái tử, trời ơi, mà biển minh quen dạng ra tiểu vô can sao giết chức giữa thiêu đàn, tội phản nghịch đã rõ rằng võ đa quân. Hãy dân hết dạ trung can lại mang tiếng phản thần, rồi cùng ta thề hẹn cũng chẳng bằng chúng hận áo loạn triều cương, về rừng núi tiếp tục đời thảo công. Công chúa bảo vệ phụ hoàng, để ta đuổi theo bọn loạn thần thật nữ. Dạ. Việc gì? Tư Tùng tìm đường lên sân trại, xin chủ soái liệu định. Hay à, quả là trời cao có mắt. Lâu la xuống núi quản gia đây rồi chạy đâu cho hồi. Khoan, tiểu cô nương ơi chậm tay, cũng tại bọn gian thần thiết mưu lập kế mới có chuyện hiểu lầm đảo lộn chốn tiêu dụng, chơi nào phải đâu. Dạ thôi, tôi cháu nhiều lời thêm bằng tay, còn chi mà phương giải. Ai đó đã mặc tình, đừng tránh kẻ này sao chẳng nghĩ. Xin nàng nhẹ tay, một ngày cũng đón đành quên ân tình cô. Xin hãy nhẹ tay mà ghi trong cổ tình. Tại cách nàng quá nóng nảy, xuống đường gầm chiếc đi nhân chứng. Chúa đã giúp nghĩa đây cũng quyết nó tình, tình xưa nghĩa cũ.
mũi dao đường cơm hãy gắn mà giữ lấy thân đừng tranh ta sao quá vô tình tiểu cô nương quỳ xuống tiểu anh phụng quỳ xuống dân ta quỳ xuống đây nhưng không phải vì kiếp sợ quay ai mà cũng không phải ta than xăm quý từ mà là một phần ta tội với người đã vì ta mà ngậm đắng nuốt cay hứng chịu nói quan tình. Cũng vì ta gieo quan nghiệp bất bình nên giờ đây không một lời quan trách mặc tình ai xử liệu giết ta nó chẳng nghĩ gì nghĩa cũ tình xưa gác ngoài tai lời biện minh phấn dài lời đã cạn mắt tình ai tha giết chỉ biết cơ nghiệp hoàng gia đành sụp đổ tan tành làm gì những chuyện buồn đau lâu lắm mau chỉnh tề đổi ngủ trước chỉ kinh kỳ tận diệt lũ gian thần cho rõ lòng trung liệt.